Nội thất Mộc Lam Huy xin chào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ đồ gỗ Mộc Lam Huy hôm nay. Hôm nay là ngày Chủ nhật nhằm ngày 31 tháng 10 năm 2021. Mộc Lam Huy làm công tác đi giao hàng cho khách. Cụ thể là của một anh khách ở Thủ Đức có một chiếc kệ TV. Và một đơn hàng chính là của anh Phú quận 12. Cái giường ở đây anh Chiều ơi, lộn giường này nhé, giường này, giường trong, hai cái đó là của khách khác. Vâng, đơn hàng của anh Phú thì rất là nhiều, là tới cả hơn 200 triệu cơ, giao thành hai lần. Cho nên là đây là chuyến đầu tiên giao cho anh, thì trong đó anh yêu cầu là giao cho anh một cái sập thờ trước, một cái sập thờ, hai chiếc giường gỗ gõ và hai chiếc tủ áo gỗ gõ là 5 món. Còn đâu là sẽ để vào chuyến hàng kế tiếp, do nhà anh có nhiều lầu và mới xong từ trên xuống dưới thì anh sẽ lấy hàng từ cái lầu trên xuống lầu dưới, và đằng nào thì một xe này cũng không thể chở hết hàng của anh được. Cho nên là Mộc Lam Huy cũng hợp tác với anh giao hàng cho anh đúng theo kế hoạch, tốt cho cả hai. Vâng, một chiếc sập thờ và có đầy đủ bàn cơm và cấp. Một bộ này là của anh là trị giá là 35 triệu nhưng em cũng đã giảm cho anh trong hóa đơn rồi. Và hai chiếc giường 1m6 này, mẫu này là mẫu sò lủng, giá là 9 triệu rưỡi một cái. Anh đặt 3 cái nhưng mà tạm thời lấy 2 cái trước, có nghĩa là nhà anh 3 phòng nhưng lấy 2 phòng trước. Yeah, và đây là một chiếc sập thì anh em đã đưa mấy cái chi tiết kia lên rồi, đây còn dàn chân thôi. Mộc Lam Huy cũng đã làm rất là kỹ chỉnh lại cho anh. Vâng, sơn cả phía bên trong, lót cả bên trong. Còn đây là hai chiếc quay nhỏ, một anh thợ đang lắn lót chỉnh lại những cái khẽ mà máy không thể quật vào được, không thể đưa vào được, chỉ dùng tay thủ công thôi, mà nhiều chỗ tay thủ công mình đưa vào nó cũng rất là khó, mất rất là lâu. Nhưng mà mình thấy chỗ nào chưa ổn thì mình sẽ làm lại cho anh. Vâng. Vâng, video này xin gửi tới lời cảm ơn tới anh Phú và một anh khách ở Sài Gòn. Hôm nay Mộc Lam Huy sẽ giao cho anh chắc đầu giờ chiều. Thì mong anh cũng thông cảm cho, tại vì hôm qua tài xế đi xe biển phía miền Tây, cho nên sáng nay tầm 8 giờ mới lên vào chất hàng. Thì chắc rơi vào tầm khoảng 10 giờ tới 10 rưỡi là sẽ giao cho anh khách đầu tiên. Và riêng anh Phú là do là hàng phải tháo ráp hết, cho nên chắc phải lên lầu và sẽ mất thời gian là sang buổi chiều, cho nên anh em sẽ tập trung buổi chiều giao cho anh Phú nhé. Mong anh thông cảm cho, cũng muốn giao sớm cho anh lắm nhưng mà cố gắng là chắc là xong buổi chiều giao xong sớm hàng cho anh thôi. Còn đây là hai chiếc tủ áo của anh Phú, thì một lát nữa thì không đủ xe thì Mộc Lam Huy sẽ tháo ra cho anh em tháo ra, đã kiểm tra rồi. Và cũng hứa với anh Phú luôn là cũng như khách hàng là Mộc Lam Huy sẽ chỉnh hết cả trong ngoài, như chiếc tủ áo đây và chiếc tủ áo kia của anh Phú, thì tí Mộc Lam Huy sẽ lót cả mặt trên của cái đình và mặt dưới của cái đình để mình chống mối mọt tối đa. Thực sự là không còn cái chỗ nào mà để chăm chút hơn nữa rồi. Mộc Lam Huy đang hướng tới một cái công tác giao hàng chuyên nghiệp và chăm chút cho tất cả các khách hàng, chỉ cần khách hàng cho thời gian đó, và tất cả là Mộc Lam Huy sẽ lo hết cho quý vị. Vâng, mình sẽ xin phép quay qua cái vân của những cái giường của anh Phú rất là đẹp nha các bạn nhé. Do thực sự là bây giờ đang chất hàng thì mỗi người một việc nó sẽ hơi không thuận tiện cho lắm, nhưng Mộc Lam Huy sẽ quay thật nhất cho quý vị và các bạn coi. Đây là vân. Còn đuôi, vai và giạt là đã được quét lót và cho lên xe. Vâng, cái giạt này đã được quét lót và quét lót hai mặt luôn quý khách hàng ạ. Và cái sập thờ, mặt sập thờ này cũng đã được quét lót ở dưới gầm rồi, rất là chăm chút luôn quý vị nhé. Và do là sáng ngày Chủ nhật thì Huy có hẹn mấy khách tới coi hàng và có một anh khách đang đợi, thì cũng xin phép anh là cho mình tập trung chất hàng xong mình sẽ tiếp anh. Thì Mộc Lam Huy xin quay một clip rất là ngắn thôi,
để gửi tới anh Phú và quý vị các bạn biết được công tác giao hàng của Mộc Long Huy ngày chủ nhật. Và một lát sau thì Huy xin phép dừng video để tiếp một anh khách đang đợi Huy coi hàng. Dạ đây, Mộc Long Huy sẽ quay cái vân của cái tủ áo cho quý vị và các bạn xem nha. Rất là đẹp. Quay sơ qua thôi, tại vì chiếc tủ áo và những sản phẩm mà Mộc Long Huy bán thì chắc là quan rất là nhiều video rồi, nó liên quan tới. Đây là chiếc tủ áo kế tiếp của anh Phú, thì em cũng sẽ xin phép quay luôn. Dạ vân rất là đẹp ạ. Tại vì đấy, gỗ gõ đỏ 100%. Và kích thước của anh là 2 mét nha quý vị nha. Trong ngoài đều là gỗ gõ hết. Và thực sự cái tủ áo gỗ gõ thì Mộc Long Huy cũng xin chia sẻ thật với quý vị và các bạn là thời gian để làm lên rất là lâu. Tại vì phải lựa vân của tất cả các cánh này cho nó đồng đều với nhau. Nó giống như bàn ăn á, nhưng bàn ăn thì chỉ có một cái mặt thôi. Bàn ăn chỉ có một cái mặt thôi. Còn mặt ghế nó nhỏ thì mình lựa rất là dễ. Nhưng mà tủ áo của nó thì cái chiều dài và cái số lượng nó rất là nhiều. Một cái tủ là 4 cái cánh, mà một lô tủ 10 cây là 40 cái cánh. Thì để lựa được 40 cái mặt để mà lên cho hàng cho khách thì nó rất là lâu. Cho nên mong quý khách hết sức thông cảm cho Huy nhé. Hiện tại bây giờ là đang lựa 8 cây của khách. 8 cây thì sắp tới mới lựa được 5 cây thôi, 5 cây vân thôi. Còn 3 cây là vẫn chưa có vân mặt mặt cánh. Còn khung xương là rất là dễ. Đó, chỉ khó mỗi cái là cái mặt vân thôi, lựa thôi. Mà bây giờ là làm lên nó hơi bị lâu. Thì mong quý khách hàng nếu mà đặt gỗ gõ thì tủ áo gỗ gõ xin thông cảm. Đây kia là anh khách đang xem hàng. Mộc Long Huy xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Mộc Long Huy trong tất cả các video và các buổi livestream trực tiếp buổi tối từ 7 giờ tới 9 giờ hoặc có thể là hơn trong các buổi tối từ thứ hai tới thứ bảy. Công tác giao hàng thì Mộc Long Huy chỉ quay tóm tắt thôi để gửi tới lời cảm ơn chân thành tới quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ và báo được cho biết cái thời gian nhận hàng của quý khách để quý khách chuẩn bị thôi. Còn bây giờ Mộc Long Huy xin dừng video lại đây để tiếp những anh khách hàng mà mình đã hẹn. Xin cảm ơn mọi người nhé. Mộc Long Huy xin chào ạ.